Lái xe trên cao tốc hút phải dây thả rông, tài xế méo mặt vì không biết bác đền ai. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Sao đấy? Mới đây, một nam tài xế đã trích xuất lại đoạn video từ camera hành trình rồi đăng tải lên một hội nhóm ô tô, mục đích để hỏi rõ trách nhiệm của sự việc trên thuộc về ai. Đồng thời, anh phải bắt đền ai bây giờ khi chiếc xe tiền tỷ của mình bị hư hỏng. Theo đó, khi đang di chuyển trên đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai với tốc độ khá nhanh, thì bỗng nhiên một con dê của nhà ai đó lao từ bên trong dải phân cách phi ra đường. Sự xuất hiện đột ngột của con vật khiến tài xế không kịp xử lý nên đành phải hút trực diện, khiến chiếc xe loạn choạng nhẹ. May mắn cú va chạm trên không gây hậu quả nghiêm trọng và tài xế vẫn bình tĩnh điều khiển chiếc xe từ từ tiến về phía trước rồi tấp vào lề. Tuy nhiên, do va đập mạnh với con dê nên chiếc ô tô của anh ít nhiều bị hư hỏng ở phần cản trước. Đi kiểm tra xem chứ. Sợ, ôi nguy hiểm. Sợ thật cả con dê phi qua đường. Hết xe mình gánh cho các cái xe kia. Sao lại dê ở đâu? Dê lầm rồi, con dê để lầm rồi. Đâu? Kia. Chả lầm. Lầm chỗ nào? Kia. Không, em không nhìn thấy. Đấy, con... Sau khi sự việc xảy ra, tài xế cũng chỉ biết méo mặt vì không biết bắt đền ai ở trong trường hợp này. Theo anh chia sẻ, anh đã gọi lên tổng đài và được yêu cầu giữ nguyên hiện trường vụ va chạm. Sau đó, họ sẽ mời công an khu vực đến để xem vật nuôi đấy của ai, rồi yêu cầu chủ nhà bồi thường. Nhưng việc xác định được con dê trên là của ai thì còn khó hơn lên trời, nên tài xế sau đó đã rời đi. Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng đã để lại một vài cao kiến như sau. Bạn đến trạm đầu ra của cao tốc rồi trình video cho họ xem và bắt ban quản lý cao tốc phải bồi thường theo thiệt hại của xe. Vì ban quản lý có thu phí thì phải chịu trách nhiệm dân sự trong tình huống này. Biết đền ai bây giờ, tốt nhất là bạn nên bốc con dê lên xe rồi ghé chợ mua thêm ít rau nữa là gia đình có thêm tí thịt, coi như là gỡ lại đôi chút tiền hư hỏng xe. Vật nuôi thả rông như này nguy hiểm quá, nếu tài xế không cứng thì rất dễ xảy ra tai nạn liên hoàn. Con dê nó chạy qua đường. Ồ, tôi là có sao không? Nó kệ dê chứ có gì đâu. Thôi mình cứ đi đi. Không, mình xem mình có sao không. À không, không sao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.